Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Thiên Kim. Cảm ơn chị. Quen đó, cái đó quen đó. Thiên Kim xin kính chào tất cả quý vị và Thiên Kim xin chúc tất cả quý vị có một đêm khiêu vũ thật là vui. Và khi mà quý vị ra ngoài kia mà ăn thua với sòng bài thì good luck to everybody, ok? Và Thiên Kim cũng xin phép quý vị cho Thiên Kim gửi lời chào đến anh Nguyên, chị Tina, vợ chồng anh Quốc và chị Hạnh và Trinh. Biết rồi, anh Phúc. Và tất cả các bạn nhậu, ok? Ok, và để liên tục chương trình, Thiên Kim xin gửi quý vị một sáng tác nhạc sĩ Trúc Hồ, bản mang tên Vầng Trăng Tình Yêu. Thiên Kim xin mời quý vị cùng ra sàn nhảy với điệu techno. Chính nhân cho đôi tình nhân, tình đêm để sống du lên lời ca.
Thank you. Ở đây lạ quá ha. Đàn ông trai nhắc cái à. Lạ quá. Mấy chị với mấy em toàn là đẩy lên đây chụp hình mà. Lên đây thì lên. Em không có cắn, không làm gì, ok. chụp hình thôi. Nhất là cái anh nó hồng hồng kìa. Ok, rồi. Sợ phải không? Nhớ không hả? Anh Hùng phải không? Hồi tối là nhậu quá phải không? À, ok. Hùng mà hồi hôm nữa chứ. Nhắc nữa mới ghê chứ. Mà hồi hôm mà nói nhậu chứ làm gì ai biết. Hú hồn. Ok, còn xịt xịt nữa. Nhậu thôi làm gì đâu mà xịt xịt không biết nữa. Ok. Chắc cho em xin chai nước hay gì không? Dạ được. Rồi, ok, và để bây giờ mình nhảy điệu gì nè. Mấy anh chị đứng đây giờ mà em ngại quá. Giờ nhảy điệu gì? Cho điệu nhà nhảy điều đó hả? Dạ cảm ơn. Em đội tạ anh. Dạ. DJ giật á hả? Giờ muốn giật á hả? Techno á phải không? Nhồ nữa hả? Ok. Ok giờ nồ nữa hả? Ok, nồ thì nồ, ok. Bài nồ nữa thôi nha, rồi phải bài chậm lại, ok. Ok, nồ. Đổi tay đi mấy anh. À, pha. Pha mi diễn được. Hả? Bia đâu? Trinh không sao Trinh. Xúc miệng thôi Trinh. Don't worry Trinh. Chai của anh đâu? Trời làm gì lâu ấy. Vô thích nồi nữa nha. Trong hồn tôi yêu tư đang trên đây vì tình anh đổi thay bao nhiêu mơ ước đã tan dần cuộc tình đã mất thật sẵn xa tôi như chơi với trong bình thường sao anh ra đi không quay lại để lòng tôi đớn đau con tim cô heo trong mỏi mòn nhạc điệu ân ái như này còn đâu.
Bực bội quá. Ok, mà bởi vậy cứ kêu ngồi xuống, ngồi lên chụp hình hoài à. Đợi chút đi, đi xuống dưới chụp gì chụp, ok. Em khổ lắm, ok. Ok rồi, bây giờ mình hát chung nha. Em hát để hồn tôi uống, xong mấy anh chị hát men rượu cay nha không. Ok rồi. Để hồn tôi uống, hát hay lắm luôn á, biết tại sao em ở đây toàn bọn nhậu không à, bởi vậy men rượu cay hát hay quá trời quá đất à. Hát lại lần nữa khí thế nhau. Để hồn tôi uống thank you. Giờ cho hát một bài chậm nữa. I know, but em không có giật bài đó, bữa khác. Okay. Ok, rồi. Anh gặp, vô trước đi hả? Nhậu tiếp đi hả? Lì lâu mấy anh đâu, đứng ở ngoài sàn cứ nhậu hoài à. Nhậu không khí hả? Phải có chai mới nhậu, ly nhậu. Kỳ quá, bởi vậy, vậy hoài thua người ta nè. Ok, xin mời quý vị cùng ra sàn nhảy với điệu Boston. Bài hát mang tên Anh Còn Nợ Em. Xin mời quý vị cùng thiếp. Bài này tặng cho Trinh nè. Chị còn nợ mày nè, Trinh ơi là Trinh. Trinh nó mất tiêu rồi, không nghe. Ok. Rê mấy anh. Thank you.
viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều em. Anh còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông em. Bây giờ mình chậm rồi, cái từ 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 cái mình tăng lên từ từ. Mình cũng phải từ từ, ok? Từ từ, ok? Cha, đúng, chính xác.